Hello, mình xin chào mọi người. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ cái món bánh tráng trộn này các bạn. Đây, cái nguyên liệu gồm có này. Đây, bánh tráng trộn thì không thể nào thiếu bánh tráng phải không? Hôm nay mình đi làm bánh tráng, người ta bán cắt sẵn như thế này rồi các bạn. Đây, rất là tiện. Chứ mấy lần trước làm thì tự mình cắt, mua cái loại bánh tráng dẻo tự cắt. Đấy, nhưng mà tuần vừa rồi mình đi chợ thì mình gặp cái bánh tráng người ta cắt sẵn rồi nên mình liền mua luôn. Và mình có hành phi mình liền cũng mua sẵn luôn, trứng cút. Đấy, lúc nãy mình liền luộc luộc xong rồi bóc vỏ và tách làm hai như thế này ha. À, đây là khô bò mình liền xé nhỏ ra này, cái loại như vậy, khô bò của Mỹ, sa tế. Đây là tóp mỡ, bạn nào thích cho vào thì cho, không có thì cũng không có sao. Đậu phộng rang mình thì cũng đã rang rồi. Hành lá mình thì có 70 g, mình thì sắc nhỏ luôn này, rửa sạch để ráo sắc nhỏ. Đường 100 g, me 80 g, tí nữa mình thì sẽ cho nước đã đun sôi ấy. Cho vào khoảng từ 1/3 chén cho tới 1 chén nước. Ok, sau đó mình dầm ra để mình lấy cái nước. Để mà làm cái nước sốt. Và có rau răm này, xoài này. Bây giờ mình cho nước đun sôi vô. Cho từ nửa cup cho đến 1 cup nước vào để mà dầm từ từ. Các bạn có thể cho một lúc hoặc là cho từ từ cũng được. Xong rồi mình sẽ lọc qua cái rây và nấu lại ha, cho thêm nêm gia vị vô. Đây các bạn, sau khi mình dầm xong mình đổ qua cái rây và lọc lấy nước thôi nha. Đây, mình thu được bấy nhiêu. Rồi bây giờ mình cho lên bếp, bật lửa lên mình đun ha, mình cho gia vị vô. Rồi, bắt lên bếp cho đường. Cà phê muối, một thìa cà phê hạt nêm. Đây, cái nước mè cái mình nó hơi sệt lại rồi. Ok rồi ha. Đây, mình đi tắt bếp. Ok, bây giờ mình liền đi làm mỡ hành này, dầu hành chứ. Ở đây không có xài mỡ. Có tỏi, tỏi để làm tỏi nữa. Nhưng mà lúc nãy mình đã làm một nồi tỏi đây rồi. Cho nên bây giờ mình dùng microwave cái lò vi sóng để mà làm hành lá ha. Cho một tí xíu muối vào đây và cho 3 muỗng canh dầu vào đây. Ok, sau đó mình đậy lại với cái bọc wrap cho vào lò vi sóng. Đấy, mình bọc lại mình cho vào lò vi sóng 30 giây, sau đó mình mở ra mình trộn cho đều và cho thêm 10 giây nữa. Tổng cộng 40 giây là xong rồi này. Có một chén dầu hành như thế này. Ok. Và bây giờ mình chuẩn bị trộn nhá. Cho bánh tráng vào mình trộn. Đây, mình cho 1/3 của bánh tráng này vào đây. Mình trộn một dĩa trước. Ăn bao nhiêu mình trộn bao nhiêu á. Tại vì nhà ít người các bạn. Cái gói bánh tráng này là 250 g. Mình cho cái 1/3 vào đây. Trộn một dĩa thôi nha. Cho sa tế cay quá. Mình lại cho nửa thìa thôi. Sa tế cay quá cay. À, mang bao tay vô mình trộn. Thì sợ nó không có bánh tráng nó không có thấm đều, nhưng con cái là để nhiều là sợ cay cay quá ăn không được. Bạn nào ăn được cay thì cứ cho nhiều vào.
mình trộn sa tế xong rồi mình cho nước sốt me để cho một thì căng. Sau đó mình trộn xong mình nếm thử coi vừa chưa, tùy theo cái khẩu vị gia đình mình nha các bạn. Sốt mè này hơi chua quá các bạn. Đây để cho 100g đường vào đó rồi, vẫn còn chua. Để cứ trộn cho đều lên. Đây, bây giờ mình cho cái tỏi phi. Tỏi, nhưng mà chỉ vớt lấy tỏi thôi nha, đừng có cho dầu vô. Đấy. Một thìa canh. Và hành lá cũng vậy. Hành lá cũng cho một thìa canh dung, nhưng mà không có lấy dầu. Dầu hành này, mình lấy một thìa canh. Lấy hành lá thôi, không lấy dầu nha. Rồi, mình trộn lên tiếp. Này ăn tới đâu trộn tới đó thôi các bạn. Tại vì nhà chỉ có hai người à. Trộn nhiều quá ăn không hết. Rồi, bây giờ mới liệt vào xoài vô. Ok, mình cho nguyên liệu vô này. Tóp mỡ. Đây là khô bò. Lạc rang, đậu phộng rang. Một thìa canh hết á. Tại cho một dĩa thôi, tức là một thìa canh. Rồi, hành phi cũng một thìa canh luôn. Còn rau răm và trứng cút mình cho vào sau nhé. Đi. Để mình trộn lên lên trước đã. Trứng cút, rau răm cho vào sau. Nếu mình cho trứng cút bây giờ thì nó sẽ vỡ nát hết, tại vì trứng cút mình đã cắt đôi ra rồi. Rồi, rau răm này, rau mình sắc nhỏ. Mình cho trứng cút vào sau cùng. Sau đó trộn lên và cho ra cái đĩa trưng bày cho đẹp mắt. Ok, đây Mily đã cho ra cái dĩa rồi, trưng bày nhìn đẹp chưa, hấp dẫn chưa nào. Đấy, trứng cút mình cho sau cùng thì nó không có vỡ nát nhá. Đấy, trưng bày ra cái dĩa nhìn rất là hấp dẫn. Thơm quá trời thơm luôn. Đấy, mình trộn một phần như vậy thì được một dĩa này. Dĩa còn dư một tí. Đấy, tức là mình ăn tới đâu mình trộn tới đó ha. Nếu mà gia đình đông người thì mình có thể trộn một lần hết. Đấy, chịu gần như các bạn xem. Hấp dẫn chưa? Mình xin kết thúc video ở đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hãy nhấn cho mình một like nhé. Nếu các bạn thích cái video này. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để theo dõi cái video mới nhất của mình nha. Ok, cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại các bạn những video tới. Bye bye.